Vợ con đâu thấy cảnh này, cầm hàng muốn bán nói này nói kia. Công anh soi chạc sớm phia, Vini đã xấu bán lia chưa rồi. Vâng, em chào anh chị, em là Đạt. Thì hôm nay ngày 7 tháng 6 em có làm một video em khuyến nghị cho anh chị về điểm mua điểm bán cho phiên giao dịch ngày mai ngày 8 tháng 6. Qua đó là chúng ta sẽ cùng nhau nhận định về thị trường VN Index của chúng ta ngày hôm nay có những cái biến động như thế nào, và những cái nào mà anh chị có thể cần em hỗ trợ thì có thể liên hệ với em qua Zalo để em hỗ trợ cho anh chị được tốt hơn. Cái số điện thoại em thì nó đã có chạy trong màn hình hoặc là ở dưới cái phần mô tả của cái video này nó đều có thể hiện. Ok, thì chúng ta cùng sơ lược về VN Index của chúng ta ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì anh chị có thể thấy là một màu đỏ là răng trùm VN Index của chúng ta, đúng không anh chị? Và kế đến nữa thì hôm nay á, thì có ngoại á, là cũng bán cũng tương đối là nó không mạnh quá so với những cái ngày trước đó, là khoảng từ 1.200 cho đến 1.500 tỷ. Thì những ngày nay thì bắt đầu là bán giảm mạnh luôn. Tại sao họ bán giảm mạnh? Tại vì á, là đơn giản như thị trường này thì chắc chắn họ sẽ không bán ra. Trong khi đó là tự doanh á, là cũng đang muốn đỡ thị trường trong những cái phiên chiều thì có thể là họ sẽ kéo lên một ít. Đó thì về chuyển động thị trường thì ngày hôm nay thì có thể thấy là lực kéo mạnh đến từ họ VIX và họ Vinhome, họ VRE, đây chính là những dòng kéo mạnh, và cái dòng ngân hàng và dòng thép, đây chính là những dòng mà nó đã tăng nóng thời gian qua, và nó đã như thế nào, nó đã bước vào cái giai đoạn điều chỉnh hay chưa. Thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích về VN Index của chúng ta ngày hôm nay. Ok, đầu tiên là phải nói về VN Index của chúng ta ngày hôm nay thì tất cả những cái kịch bản giống như em đã dự báo chính xác 100%, không thể nào mà không giống được, đúng không anh chị? Và tại vì sao? Tại vì nó đã đi trong một cái mô hình kênh mà sóng năm như vậy rồi thì chắc chắn nó điều chỉnh là cái chuyện rất là bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Và nếu trường hợp mà chúng ta có thể là chúng ta bán ngay được ở những cái vùng này thì nó sẽ rất là đẹp rồi, cho nên là hiện tại là không có còn cái cơ hội gì nữa để cho chúng ta có thể. Đoạn này là em vẫn khuyến nghị anh chị là nếu trường hợp mà thị trường nó hồi lên thì chúng ta tiếp tục bán ra thôi, chứ hiện tại chúng ta không mua mới nha anh chị. Đó, nếu mua mới thì chúng ta sẽ bắt ở nhịp tây cộng thôi, sóng hồi thôi đó, chứ hiện tại là thị trường này đâu có, hiện tại là đâu có còn vị gì nữa để cho chúng ta bắt đầu là chúng ta mua mới tại ngay thời điểm này. Đây anh chị có lưu ý là hiện tại là như thế nào ạ? Hiện tại là anh chị có thể thấy là VN Index của chúng ta là đi trong cái sóng năm, đúng không anh chị? VN Index chúng ta vẫn đang đi trong một cái sóng năm, và hiện tại là cái sóng năm này là chưa mở rộng nha. Cái sóng năm này là vẫn là sóng năm thôi, chứ hiện tại là sóng năm này là chưa mở rộng. Đó, tại vì sao à? Cái trend ngay chủ đường này nó chưa vượt được nè, thì không thể nào gọi là sóng năm mở rộng được. Mà trong khi đó là nó đã có một thời gian tăng rất là khủng khiếp rồi, từ 1.000 mà nó tăng lên đây gần 35% rồi. Cho trong khi mà thời điểm mà 2020 á, là VN-Index của chúng ta chỉ tăng có 15-16% thôi, mà trong khi đó mới có thời điểm là nửa năm nay mà nó đã tăng lên bao nhiêu ạ? Nó đã tăng lên gần 30-40%, thì thực sự nó cũng hơi là vô lý. Mà trong khi đó VN30 thì nó lại như thế nào? VN30 nó lại cao hơn VN-Index nữa, cho nên việc điều chỉnh ngay tại thời điểm này hoặc là trong tuần tới thì nó cũng sẽ đều là điều sớm muộn. Thì em vẫn view á, thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh ít nhất là khoảng 1 đến 2 tuần thì mới bắt đầu, sau đó thì cái kịch bản tiếp nó sẽ như thế nào? Kịch bản tiếp của nó thì nó sẽ đi sideways, và sau khi đi sideways xong rồi á, thì nó sẽ thế nào? Bắt đầu nó sẽ tăng lên một cái nhịp mới, và chính xác chúng ta sẽ gom hàng trong cái giai đoạn sideways đó. Và nếu trường hợp anh chị nào chưa biết cái cách gom hàng và mua cái cổ phiếu nào trong giai đoạn đó để cho chúng ta có thể ăn trọn một cái con sóng khi mà thị trường tăng lên 20-30%, như giống như là chúng ta sẽ gom hàng ở những vùng này đó, lên đây là chúng ta những vùng gom hàng, và khi mà nó tăng tiếp thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta chốt lãi ngay tại những cái vùng này, thì nó quá là hấp dẫn rồi, chứ hiện tại vùng này mà lại đi mua mới gì nữa, đúng không? Và cái kịch bản trong video em đã khuyến nghị từ rất là trước rồi đó. Và cái trường phái em cũng không phải là trường phái là lướt sóng T cộng 3 đâu anh chị ha, mà có thể là T cộng 30, T cộng 35, tùy vào thị trường, tùy vào kiểu cổ phiếu đó mình phải ôm, mà để cho nó đạt cái target của chúng ta mới chốt, chứ đâu phải là cứ ngày hôm nay mua 3 ngày sau hàng về là bán liền là không có nha. Ok, thì kế đến nữa thì có thể là VN-Index của chúng ta ngày hôm nay á, thì anh chị lưu ý là chúng ta chỉ giao dịch bằng lệnh MB thôi, chứ không thể nào mà chúng ta có được cái sự sửa lệnh hủy lệnh trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay. Đó cũng chính là một cái rủi ro cho chúng ta khi mà chúng ta đặt sai, thì chắc chắn như thế nào, chúng ta bắt buộc chúng ta phải đứng nhìn thôi, không còn cách nào hết. Rồi ok, kế đến nữa ở đây em sẽ phân tích về VN-Index của chúng ta để cho anh chị thấy là hiện tại là ở đây nó sẽ có một cái nến là Hangman nha. Cái nến này á, là nó phá tan mọi cái gì ạ, và nó phá tan mọi cái xu hướng giảm đó, nó phá tan mọi, nó đảo chiều mọi cái xu hướng, có nghĩa là với xu hướng này đang là xu hướng tăng thì nó sẽ làm cho đảo chiều ngay tại xu hướng này đó. Và cây nến này là cây nến gì? Cây nến này chính là cây nến đảo chiều thuyết phục
đây đó, cho nên nhưng mà chưa chắc thì VN Index của chúng ta sẽ xấu đâu, mà có thể là trong phiên ngày mai nếu trường hợp anh chị cứ bán sàn thì cuối giờ chiều nó sẽ hồi lên và nó sẽ có một cái nhịp sóng T cộng 3 để cho anh chị em thoát hàng là như vậy đó. Thì chúng ta sẽ lưu ý hiện tại là chúng ta vẫn còn có những nhịp để cho chúng ta thoát hàng ngay tại vùng này, chứ nếu trường hợp mà ngày mai và thị trường nó sàn thì chúng ta tuyệt đối không nên bán ra nha. Đó thì đối với em thì xu hướng này có thể chưa xác nhận được, nhưng mà hiện tại nếu mà cái kịch bản mà tốt nhất của là VN Index thì chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta có thể là chúng ta có sẽ có một cái sóng điều chỉnh nha. Cái sóng điều chỉnh lên vùng nào ạ? Nó sẽ điều chỉnh về lại đây một vùng này đây. Trước mắt là về cái vùng theo em view á, thì nó sẽ về là thứ nhất là về ở chỗ đường 1265 đó, sau đó thì có thể là nó sẽ hồi lên đó, thì có thể là nó vẫn sẽ có những cái kịch bản nó hồi lên bao nhiêu ạ? Nó hồi lên 1330 ha, nó sẽ có những kịch bản hồi lên 1330 qua trước khi nó rơi xuống đây đó. Thì sau đó thì cái kịch bản kế tiếp là như thế nào? Sau đó nó sẽ có nhận được những cái kịch bản là nó sẽ đi sang ngang vậy đó. Còn nếu trường hợp mà ngày mai nó tăng tiếp luôn ngay tại vùng này thì không có gì phải bàn nữa đúng không? Nhưng mà hiện tại với thị trường bây giờ đấy là cũng không có còn đủ lực để cho nó tăng tiếp đó anh chị à. Anh chị lưu ý là thị trường hiện tại không còn đủ lực cho nên anh chị tăng tiếp, mà ngay tại lúc này anh chị phải quyết liệt. Khi mà thị trường hồi lên chúng ta phải bắt đầu chúng ta chốt lại, không mua mới, không bị FOMO theo thị trường nữa, quyết liệt vào cho em đó thì chúng ta mới chiến thắng thị trường này được đó. Trời ơi mấy anh chị mà mua bán đã lãi từ thời điểm nào, từ đã lãi từ thời điểm này lên đây nó rất là khủng khiếp rồi, 20-30% rồi, mà cứ tối ngày mà còn hỏi là mua mới được hay không, trong khi đó thị trường nó đang rất là áp lực như vậy. Chắc chắn khi mà thị trường giảm thì chắc chắn sẽ có những cái cổ phiếu nó sẽ làm sao nó vẫn tăng đó, thì mình sẽ họ chú trọng vào những cổ phiếu đó và chúng ta chỉ tập trung chúng ta mua những cổ phiếu đó để cho chúng ta luôn luôn có lãi từ thị trường là như vậy, chứ hiện tại là chúng ta không mua mới nha anh chị. Không, đối với em thì về tổng quát là không mua mới. Đây, cái cổ phiếu VN cái VN30 là một cái nến Hengkinman rất là chuẩn luôn nè. Đây, khi mà nó có một cái nến làm đảo chiều một cái xu hướng tăng vào qua cái phiên ngày hôm sau. Đây. Và cái phiên ngày hôm sau là bắt đầu là có một cái nến đỏ đi xuống này. Đó, thì hiện tại là chúng ta đối với thị trường hiện nay thì chúng ta trong phiên thì chúng ta mới nói chuyện được, chứ cũng không có thể nào mà anh chị có thể dự đoán được. Nhưng mà với kinh nghiệm và những cái tư vấn của em thì em vẫn khuyến nghị anh chị là đối với thời điểm thị trường hiện nay chúng ta sẽ không tham gia vào, và nếu trường hợp anh chị nào đang là cash in đúng không, là thì không tham gia. Còn đối với anh chị nào đang có mặt riêng hay là có cái cổ phiếu đang nắm giữ thì có thể là chúng ta sẽ canh những nhịp hồi của VN Index để cho chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta sẽ xả bớt margin, hết margin ra, hoặc thậm chí là có thể là 50% tiền trong 100 triệu thì chúng ta bán bớt, là chỉ còn 50 triệu là giữ vị thế là cổ phiếu và 50 triệu là giữ vị thế tiền mặt và chúng ta sẽ không margin. Ok, thì cái đó nữa là em sẽ review về các dòng ngân hàng và các dòng cổ phiếu giống như thường ngày em review để cho anh chị có cái góc nhìn về từng cổ phiếu nó được tốt hơn. Đầu tiên là phải nói về là Vietcombank. Vietcombank thì cái xu hướng của Vietcombank như thế nào ạ? Cái xu hướng của Vietcombank là nó cứ chạm đỉnh quay đầu luôn, là luôn luôn là như vậy anh chị ha, là cứ lên là 107, 108 là cứ chạm đỉnh quay đầu, nên là cái xu hướng của cổ phiếu này chưa có phá được, chưa phá được thì ok như thế nào, chưa mua nhé anh chị. Ok, cái đó là CTG. CTG ngày hôm nay cũng tương tự anh chị ha, những vùng này đâu phải là vùng mua đó đúng không? Nếu trường hợp anh chị nào xem video của em thì đã biết chắc chắn là em đã khuyến nghị mua từ những cái vùng mà khi mà nó vượt cái khỏi vùng này đến thời điểm này rồi đó, không tham nữa. Nói chung đến giai đoạn này nếu trường hợp mà những cổ phiếu này nó hồi lên thì em vẫn khuyến nghị anh chị là nên chốt để chúng ta có thể là xem xét là chúng ta sẽ canh, chúng ta bắt lại vào những cái nhịp chỉnh sắp tới đó, chắc chắn nó sẽ có nhịp chỉnh thôi. Tại vì sao? Tại vì VN Index của chúng ta anh chị thấy là nó đã tăng rất là nóng rồi, mà ngày hôm nay nó nếu trường hợp mà nó đỏ đúng không, nó có những cái von đỏ như vậy thì nó không có gì mà phải bàn, thì có thể là nó sẽ đảo chiều nó tăng tiếp. Còn hôm nay cái von hôm nay với cái von to, khối lượng thuyết phục đó và chạc, nếu trường hợp là đi theo cái phân tích kỹ thuật của em thì chắc chắn là mình sẽ canh mình bán ra rồi, không có gì, lý do gì mà chúng ta ôm vào hết trơn. BIDV hôm nay cũng tương tự nữa, con này không vượt được 50 nha anh chị ha, con này thì hiện tại là không vượt được 50. Xu hướng thì hiện tại là vẫn đang là đi trong một cái mô hình là gì, sideways đó, hiện tại là vẫn đang đi trong một cái kênh sideways này thôi, thì có thể nó về gặp cái kênh này đó, có thể nó sẽ về nó gặp cái kênh này đúng không, thì bắt đầu thì nó sẽ như thế nào, thì nó sẽ lại
đi lên đó, xu thế của cổ phiếu là như vậy, nó chưa thoát ra được khỏi cái vùng sideways của nó, cho nên hiện tại đối với cổ phiếu này thì chúng ta cũng chưa tham gia vội vào cái điểm này. Đúng không chị? Ok, EIB hôm nay cũng là một cái phiên bán rất là mạnh, nhưng mà nó lại sao ạ? Nó lại có một cái sự phục hồi vào cuối phiên rất là tuyệt vời. Thì tất nhiên những cổ phiếu này nó sẽ có những cái câu chuyện để nó đi tiếp, trong khi Bini điều chỉnh là cái chuyện quá bình thường đó. Thì nếu trường hợp anh chị nào hiểu về cái câu chuyện của cổ phiếu này thì cứ tiếp tục nắm giữ cho em, và nếu không hiểu về cái tiếp câu chuyện của cái cổ phiếu này thì chúng ta có thể canh, chúng ta chốt lãi nha. Đoạn này thì chỉ canh chốt lãi thôi, chứ làm sao mà có chuyện mà lỗ được, đúng không? Làm gì có chuyện mà lỗ ở đây. HDBank cũng tương tự nè. Đây thì nếu trường hợp đây đa số là những cái nến rút chân rất là thuyết phục, nhưng mà anh chị lưu ý, rút chân ở đây là rút chân gì đó, rút chân giả hay là rút chân thật, đúng không? Đó, phải lưu ý là hiểu là rút chân giả hay rút chân thật đó. Tại vì sao? Tại vì rút chân giả là khi mà thị trường đơ rồi nó sẽ kéo lên đó, này kia, nó làm ra những cái nến này đó, chứ không phải là cái lực cầu vào. Và đúng chính xác, 1 giờ trong phiên mà buổi sáng em nhận định rất là chuẩn, đúng không? Nhưng mà phiên buổi chiều em lại nhận định càng chuẩn hơn nữa. Em nói là trong thời điểm mà 1 giờ đến 1 giờ 30 đến 2 giờ là sẽ có những cái nhịp hồi, và chắc chắn nó hồi anh chị ha. Đó, và khi mà nó hồi ngay tại thời điểm đó thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ bắt buộc chúng ta sẽ giảm bớt margin, chúng ta chốt lãi ngay tại thời điểm đó thôi. Đâu phải là nhịp hồi lên à, đang full margin à, còn nhiều khi hở rum một tí xíu nó là mua luôn. Đó, nó rất là khó khăn. Đây, những cái con này, cái chạc như vậy thì nó không có phân tích được hành động giá của cổ phiếu, cho nên hiện tại chúng ta không tham gia nha. TPBank có hàng mình cũng nên hồi, thì mình đến thời điểm này rồi. Đó, nên chốt lãi cho em. Đó, nhưng mà mình sẽ canh những nhịp hồi để chúng ta chốt lãi nha, chứ không phải là cứ à ngày mai là cứ đặt bán sàn này kia các cái giống như bán tháo, thì nó không phải đó. Đó, nó rất là dở. Đó, mình mua bán rất là dở. Con này thì khó lắm không chị? Những cái mẫu hình nến này là những cái mẫu hình gì ạ? Nó không xuất hiện tại những thời điểm trước, đúng không? Đó, nó không xuất hiện tại những thời điểm trước. Cho nên với mình nhìn thôi, mình nhìn đơn giản thôi, hành động giá chỗ này nó đã khác rồi. Thì khi một khi hành động giá nó đã khác thì như thế nào? Chốt, không nói nhiều. Chốt, chờ hành động giá kế tiếp đi như thế nào, chúng ta quan sát và chúng ta mua lại. Đó, đâu có cần gì đâu mà phải vàng đối với cổ phiếu này, đúng không? Nhưng mà đối với những cái cổ phiếu này mà ngày mai sàn nữa thì ok, mình có thể tham gia T+3 được, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Đó, nếu mà không, tại vì chúng ta sẽ mua T+3 với cái số lãi của chúng ta. Chúng ta sẽ lấy những cái lãi của chúng ta để chúng ta mua, chúng ta sẽ không lấy là cái NAV của chúng ta để cho mua nha. Ví dụ như anh chị có 10 tỷ, đúng không? Anh chị lãi được 2 tỷ 3 tỷ thì anh chị sẽ lấy 2 tỷ 3 tỷ đó để anh chị mua cái cổ phiếu này giá sàn. Biết đâu là nó sẽ hồi lên trong phiên và qua phiên hôm sau nó bừng tỉnh, nó chạy luôn, thì lúc đó chúng ta sẽ có lãi. Đúng chưa? Phải nói là phải như vậy. Đó, nó chứ lại mua bán à. Hôm nay có nợ vay 10 tỷ là thấy nó sàn rồi, ok, còn vay mượn thêm ở đâu nó không biết, mua thêm nữa, đổ tiền cho mua thêm, à chứng khoán đang ngon ngon đó. Cho nên là 95% nhà đầu tư đều thua lỗ là như vậy hết anh chị ha. STB anh chị ha, STB thì hiện hôm nay thì mình đang thấy là cái hành động giá của nó như thế nào. Hành động giá của nó thì nó sẽ có đôi nét, nó giống như cái phiên nào, nó có đôi nét nó giống như những cái phiên này, đúng không? Đó thì nó đo nét những giống viên này đó. Cho nên nếu mà trường hợp STB theo mình á, ngày mai á, mà nếu trường hợp mà tiếp tục là bán sàn nữa thì chúng ta bắt đầu có thể mua được ha. Con này thì có thể là ngày mai nếu trường hợp xấu mà bán sàn nữa thì chúng ta sẽ mua được. Đối với em thì STB ngày mai là chúng ta vẫn có thể là chúng ta bắt cho một cái nhịp T+3 được nha. Nhưng mà anh chị lưu ý là các công ty chứng khoán á, hiện tại là đang hết room của cổ phiếu này, cho nên để mua được cái cổ phiếu này nó cũng rất là khó nha anh chị. Hàng chủ yếu là nằm trong tay nhỏ lẻ rất là nhiều rồi, ai cũng kỳ vọng 35-38 hết trơn, đúng không? Ai cũng kỳ vọng 35-38 hết thì mấy ông lái gì không ăn đó. ACB hôm nay cũng rất là xấu anh chị, xong những cái phiên mà kéo rất là sốc thì hôm nay nó lại có một cái nến rất là to ngay tại thời điểm này, nhưng mà lại không có rút chân nhiều. Con này thì chắc chắn là khi mà nó cần phải chỉnh về 40 thì chúng ta mới có thể xem xét được. Đối với cổ phiếu ACB này, kế đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu MBB. MBB hôm nay thì vẫn đang có chưa dấu hiệu lắp gáp nha anh chị. Gáp nó còn ở dưới đây, là gáp của nó ở dưới vùng 35.7 là đó, thì chúng ta phải xem xét ở những vùng này thôi. Chứ hiện tại vùng này là vừa gần đỉnh rồi, chúng ta không xem xét được đâu. Những con cổ phiếu này tốt nhất lên tránh xa nha. Cho dù nó có câu chuyện, có tin tốt này kia các kiểu thì cũng như vậy. OCB hôm nay cũng là một cây nến tăng, một cây nến là Doji anh chị ha. Hôm nay là nó vẫn là một cây nến Doji, nhưng mà với xu hướng hiện tại là cái con này nó cũng cần phải có những nhịp chỉnh về bao nhiêu ạ? Về 27, 28 thì chúng ta mới tham gia được.
Đó, chứ hiện tại là với dù nó tăng sốc luôn thì hiện tại đâu có điểm mua. Anh chị lưu ý cổ phiếu này không phải là em khuyến nghị là nó sẽ về 28, là nó sẽ về 28 đâu, là cái chuyện đó không, là cái chuyện đó là mình sẽ không biết trước được. Đúng chưa? Nhưng mà khi mà điểm mua của nó thì mình chưa có thì mình chưa mua thôi. Chúng ta như thế nào? Chúng ta không thể nào mà chúng ta mua ngay những cái thời điểm mà đua lệnh như vậy. Mua ngay thời điểm này thì đã như thế nào? Đã hơn những người khác 30-40% rồi thì mua làm cái gì? À, mình mua lên để cho họ xả à, đúng không? Sống đơn giản. SHB hôm nay là vẫn đang một cái xu hướng là như thế nào, vẫn đang là một cái xu hướng là chưa tăng được. Anh chị lưu ý là vẫn chưa, xu hướng là ta chưa tăng được khi mà giá nó vẫn chưa quay lại, nó test là những cái vùng đỉnh cũ của nó. Hôm nay nó bị bán rất là quyết liệt anh chị. Con này là đóng phiên, nó là đóng phiên mà xấu nhất phiên, là với vol nó cũng khá là to ngay trong thời điểm này. Cho nên á, là nhưng mà cái kịch bản của cổ phiếu này á, thì anh chị lưu ý là SHB từ hồi xưa tới giờ anh chị thấy một khi mà nó đánh xuống thì nó đánh rất là mạnh anh chị ha. Đây, những cái vol nó đánh xuống ngay chỗ vùng này đây. Vùng này nó đánh xuống, một khi nó đánh xuống là đánh rất mạnh. Cho nên nếu trường hợp mua cổ phiếu này á, thì chúng ta phải xem xét ở vùng 26, 27 thì chúng mới tham gia được. Đó, và phải chờ nó điều chỉnh về những vùng này và nó đi ngang, đúng không? Đó, khi mà nó về vùng này xong bắt đầu nó đi ngang ngang vậy thì chúng ta sẽ xem xét chúng ta mua. Mua khi nào? Mua khi nó làm một cái nến nhấn chìm một cái xu hướng nào. Khi mà nó nhấn chìm cái xu hướng này thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mua được nó, và giá đang nằm ở các đường hỗ trợ của các kênh xu hướng thì chúng ta mới tham gia được. Chứ hiện tại là vùng này là thôi, chúng ta cũng không nên tham gia làm cái gì hết đối với cổ phiếu này. Bản thân em thì hiện tại là thị trường giảm nhưng mà tài khoản em vẫn tăng, đơn giản tại mình chọn đúng cổ cho nên là mình cũng không có sợ. Rồi Techcombank, Techcombank thì hôm nay vẫn tương tự anh chị ha. Đây, Techcombank hôm nay là chạm gì ạ? Chạm về MA20 ở ngay vùng này đúng không? 50.65 anh chị ha. Về vùng này bắt đầu là có nhịp hồi lên đó, tạo là một cái nến doji ở chỗ vùng này. Nói chung thì chưa gãy xu hướng thì cho, nếu trường hợp anh chị theo phân tích kỹ thuật chưa gãy xu hướng thì thôi chúng ta cứ tiếp tục chúng ta nắm giữ thôi, đâu có ảnh hưởng gì đâu, đâu có xấu đâu, đúng chưa? Nhưng mà lực bán nó thì nó giảm tới 4% là, cho nên là hiện tại là đa số là nhà đầu tư chỉ muốn canh chút lời là nhiều thôi. VPBank chị, VPBank rất là khủng khiếp anh chị ha. Con này thì không có gì mà phải bàn nữa, và em đã nhận thấy cái con này là một cái con siêu cổ trong cái đoạn này rồi đó, và anh chị lưu ý là cái siêu cổ sắp xuất hiện đúng không? Đây, nhận định em từ ngày hôm nay là siêu cổ sắp xuất hiện là VPBank đây, quá chuẩn anh chị, không thể nào sai đi đâu được. Khi mà đây VPBank ngay thời điểm này là không thể nào mà sai đi đâu được đấy, đúng không? Hôm nay thì mà khi mà thị trường giảm thì nó lại tăng anh chị. Những cái cổ phiếu này thì chúng ta phải chọn, chúng ta mua những cổ phiếu này anh chị. Con này thì kỳ vọng rất là nhiều, chúng ta có thể kỳ vọng lên 80, 90 cho khi mà cái thị trường điều chỉnh xong thì cũng có thể, đúng không? Mình không đoán giá của cổ phiếu nhưng mà mỗi ngày mình quan sát thì mình cũng hiểu được là hành động giá của cổ phiếu nó như thế nào, đúng không? Đâu có cần gì đâu, mà ngay cả khi thị trường chỉnh nhiều khi nó còn kéo sốc hơn nữa đối với thị trường mà đang đi sideways, đúng không anh chị? Không có gì mà chúng ta lại tiếc nuối khi mà chúng ta không mua, tại vì đơn giản em đã phân tích và em đã khuyến nghị anh chị từ rất là lâu rồi. VIP cũng tương tự, hôm nay quánh cho sàn luôn, con này rất là sốc anh chị ha. Đó, nhưng mà ngày mai sàn nữa thì tham gia được, nó đơn giản T cộng 3 thôi. Đây, vùng này thì hiện tại là chúng ta chưa mua được nha anh chị. Đó, vùng này thì chúng ta chưa mua được, chưa biết xu hướng của nó như thế nào thì chúng ta không mua. Nói chung á, là khi mà anh chị mua bán thì mình phải hiểu cái cơ hội mà mình chiến thắng bao nhiêu phần trăm, cơ hội mình hòa vốn là bao nhiêu phần trăm, và cơ hội mình thua lỗ là bao nhiêu phần trăm. Mua bán cái gì cũng vậy, cũng phải có điểm điểm hòa vốn, điểm take profit ha, điểm chốt lãi, điểm cắt lỗ, chứ đừng có nghĩ mua con nào cũng thắng. Ngay cả bản thân em cũng vậy đó, mua một chục con thì nhiều khi cũng phải một hai con nó cũng phải bị sa lầy, đúng không chị? Đó, cái đó là cái tâm sự thiệt thôi, cũng chẳng muốn là đâu phải thánh tha tài gì đâu mà cứ mua 100 con là con nào cũng lãi đâu. Những ông nào mà vỗ ngực xưng tên đó thì thật sự như vậy, thật sự chỉ là chém gió thôi chứ làm gì có cái chuyện đó, đúng không? Ngay cả đội tự doanh mà ở những công ty chứng khoán họ mua bán họ vẫn còn lỗ sắp mặt ra, nói chi là những nhà đầu tư cá nhân giống như mình, đúng không? Ngay cả bọn quỹ nó mua nó còn phải lỗ này, trong khi đó bọn quỹ thì quỹ các nhà đầu tư thì nó luôn có một cái đội ngũ hùng hậu để nó phân tích mini, và cái quan hệ của nó đối với các cá mập nó rất là lớn.
nhưng mà đôi khi nó vẫn bị xa lầy. Nói chung không ai mà chiến thắng 100% ở thị trường này được đâu anh chị à. Mà chúng ta, những cái kinh nghiệm của em muốn tư vấn cho anh chị và em chia sẻ cho anh chị đều được tích lũy từ rất là lâu rồi đó, kết hợp với là hành động giá của từng cổ phiếu, mà cái thời gian lao động của em mỗi một ngày dành cho cái ngành này nó tới gần là 14-15 tiếng một ngày. Cho nên là những hành động giá của từng cổ phiếu VN30, những cổ phiếu mà blue chip là chắc chắn là em thuộc lòng rồi chứ không nói đó. Còn mid cap thì chắc chắn là mình nhiều khi mình không quan tâm nhiều, nhưng mà đa số thì khi mà mua con nào sẽ dính con đó thôi, không thể nào mà lỗ được là như vậy. Đôi lúc thì 90% là sẽ có được sự chiến thắng. Ít ai cũng tương tự, hôm nay lắp gáp anh chị, nhưng mà von thì không thuyết phục lắm. Lắp gáp cái kiểu này mà von nó lại quá to anh chị ha, cho nên là vẫn không thuyết phục anh chị ha. Sáng thị trường bán rất là mạnh nhưng nó vẫn giữ giá ở vùng 47-48, ai cũng khen à con này mạnh đúng không? Nó cuối giờ trưa đã làm cho một phiên là gần sàn, ông nào ông ấy là cũng hoảng loạn hết, đúng không anh chị? Tại sao? Tại vì á mình lãi 5 tỷ ngay chỗ thời điểm này đó. Sàn một phiên là bao nhiêu à? Mình lãi 5 tỷ trong này, là sàn một phiên là mình đi 7% của 5 tỷ rồi đó, cho nên là mình bị mất tiền, cho nên cảm giác của mình sẽ rất là xót. Và anh chị lưu ý, trong cái video này em đã nói rất là nhiều rồi đúng không? Trong video này em đã nói rất nhiều, nếu bạn không bán sớm thì bạn sẽ bán muộn, nếu mà bạn không bán lãi thì bạn sẽ bán lỗ, đơn giản vậy thôi. À, kế đến nữa là HCM. HCM thì cũng tương tự anh chị, hôm sát em thì hôm nay là chạc thì thấy là vẫn ok nhé. HCM thì nó đã có cái dấu hiệu điều chỉnh rồi, nếu trường hợp mà ngày mai mà bán về vùng 37 đúng không, 37 thì chúng ta có thể tham gia một ít được đối với cổ phiếu này. SHS thì có thể mai về vùng bao nhiêu, 35 thì chúng ta vẫn có thể tham gia được. Đa số thì một số cổ phiếu này có thể bắt cho nhịp T cộng thì vẫn có thể bắt được, không ảnh hưởng. Mình tin là nó sẽ có cái nhịp hồi lên để cho anh chị nhà đầu tư thoát hàng, chứ thị trường nó không có thể đánh láo mà nó kéo liên, nó đạp về 5 phiên 7 phiên được đâu. Nhưng mà thôi thì thời điểm này thì chúng ta mua bán gì thì chúng chỉ lấy cái số lãi của chúng ta để chúng ta mua thôi đó. Thì nếu lỗ 7% 10% của số lãi thì cũng không đáng là bao, đúng không? Chứ đừng lấy cái số tiền của mình, tổng số tiền của mình ra để mình mua thì nó sẽ khác, là như vậy đó. Mua ở những đoạn này là như thế nào? Mua ở những đoạn này thì là cậu đang cứu cho ai? Đang cứu cho những cái ông mà đang đu đỉnh ở những vùng này đây, hai ba ông đu đỉnh ở vùng này đây, hai ba ông hàng chưa về đúng không? Và nó mai ví dụ hợp ngày mai nó giảm về đây đúng không, thì xong bắt đầu hồi lên đấy. Hồi lên đây thì ở những ông đây có hàng thì ông vẫn canh, ông tán ra thôi, ông đâu có, đoạn này ông lãi nhiều rồi cho nên là ông đâu có sợ gì nữa đâu. Cho nên là chúng ta cất hết sức cẩn thận với thời điểm thị trường này, bên này rất là xấu vì anh đi những cổ phiếu này thì thôi chúng ta không nên tham gia nhiều vào nữa, để nó đã tăng rất là sốc rồi đúng không, nó tăng rất là sốc rồi, ngày hôm nay nó lại về 55 xong nó hồi lên 57 đúng không, hồi thì hồi vậy thôi đúng không, có thể là giữ giá để làm game các kiểu, nhưng mà thôi là chúng ta không tham gia. Trời ơi ông này sàn luôn, ông này quýnh sao mà sàn luôn rồi đó. Đa số giờ dòng chứng khoán đầu này em không có xem hành động giá của nó đâu anh chị, tại nó tăng rất là sốc rồi, cho nên nhiều khi mình xem mình sẽ bị sao, mình sẽ bị cuốn vào thị trường, mình bị FOMO thị trường, dẫn đến là nhiều khi mình khuyến nghị khách nó sai, dẫn đến là anh chị nó sẽ bị lỗ rất là tội nghiệp cho anh chị đó. Anh chị đối với em thì khi mà dòng nào nó đã tăng nóng 20-30% rồi bỏ đúng không. VN-Index của chúng ta có 1.700 doanh nghiệp mà, chứ đâu phải là có một hai doanh nghiệp đâu mà lúc nào chúng ta phải cuốn theo những con tăng đó. Chúng ta chỉ mua những cái con mà chưa tăng thôi, giống như con IDC này đúng không, đó nó chưa tăng nhiều ngay chỗ vùng này, phá trên vùng này mua rất là đẹp, và hôm nay hàng về lãi gần 5-7% rồi, tới đơn giản tới cộng 3 nó như vậy thôi đó. Hôm nay là một cái vol to rất là thuyết phục anh chị ha, cho nên không có gì xấu đối với cái cổ phiếu này hết đó. Thì chúng ta mua bán là chúng ta phải như vậy, chứ ai mà lại mua những cái con ngay đỉnh, tư vấn ngay đỉnh mua gì nữa. Đoạn này VAX con này cũng tương tự anh chị ha, trend của cái con này thì hiện tại là chúng ta có thể xem xét là ở nó đang cái vùng hỗ trợ của nó là vùng nào, 28-29 đúng không. Đây, hiện tại nó chạm hỗ trợ nó bật lên. Con này thì nhiều khi nó cũng đi ngược thị trường anh chị ha, chúng ta không nói được. Đôi số thì nói chung thì bản thân em thì không thấy hấp dẫn đối với những cổ phiếu này, mặc dù PE nó đang khá là hấp dẫn nhưng mà độ lái của nó thì không hấp dẫn. Độ lái nó quýnh rất là khó chịu nha anh chị. Ok, chúng qua do bất động sản CEO vẫn tiếp tục tăng anh chị à. Dòng bất động sản hôm nay vẫn hút tiền vào anh chị. Đất xanh thì hôm nay là có một cái phiên nhá sàn anh chị ha. Mai đất xanh nhá sàn bắt được nha. Đất xanh mai nhá sàn bắt được nha anh chị.
DG. Trên G chạm đấy, chạm MA20 bật lên đấy. Nói chung thì sao ạ? Nó không vượt đỉnh được vùng này. Một khi những cổ phiếu này nó bắt đầu nó hết room rồi. Nó hết room rồi cho nên là rất là khó cho để cho nó có thể có cái động lực nó tăng tiếp. Tại đa số nhà đầu tư họ rất là thích margin cho những đoạn này cho nên là nó sẽ rất là khó để chúng ta đây. Con này thì nói chung thì nó cũng không xấu anh chị ha. Những con này thì nó không xấu đâu nha. Nó vẫn loanh quanh vùng này thì cho nên là VN-Index của chúng ta bán rất là mạnh nhưng mà nó thì lại không giảm nhiều cho nên đây cũng được coi là một cái cổ phiếu tốt trong thời điểm này. HBC anh chị, HBC vẫn xanh anh chị. Con này thì khi mà chạm về vùng những con này thì chúng ta mới canh chúng ta mua nè. Mặc dù là cái nội tại doanh nghiệp của nó không tốt đúng không? Nhưng mà có thể là chúng ta vẫn mua cho cái nhịp sóng T cộng vẫn được. Đó tại vì nó tại VN-Index tăng mà nó xanh thì chúng ta mới mua chứ. VN-Index xanh tăng mà nó VN-Index giảm mà nó xanh á thì chúng ta mới mua đúng không anh chị? Chứ VN-Index giảm mà nó nằm sàn thì mua làm cái gì đúng không? Thay vì bắt giao rơi thì thôi chúng ta mua cao bán cao nó sẽ tốt hơn cho cái tài khoản của chúng ta. Hà Đô anh chị. Hà Đô hôm nay bán rất là mạnh anh chị ha. Bán về thuộc vùng mà A50 luôn cho nên vùng này nó có cái nhịp mà hồi lên. Con này thì hiện tại là dòng bất động sản thì một số cổ phiếu tăng nóng thì vừa qua nó bị bán rất là mạnh anh chị. HDC. HDC thì không bị bán mạnh nha. Vẫn vẫn rất là mạnh mẽ khi với thị trường. Đạt Phương. Con này vol không nhiều cho nên là mình sẽ không CRE, CE hôm nay là vẫn tốt đúng không? AGG. AG thành rất là tốt như gì. Con AR đậu lái này quá mạnh anh chị ha. Cứ chạm rồi 20 mà 20 là bật lên mà 20 bật lên. AG siêu cổ anh chị ha. Thị trường tăng lúc nào cũng vậy anh chị ha. Anh chị lưu ý những cái mùa VN Index của chúng ta thời điểm trước á, cái cổ phiếu này á là cứ cứ giảm là nó VN Index giảm là nó cứ tăng thôi. Ok, kế đến nữa chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu IGC. IGC vẫn hôm nay thì nằm sàn luôn anh chị ha. Không có phiên chiều giải cứu là chắc ngày mai là bán tháo cổ phiếu này rồi. Tại sao bán tháo? Đố anh chị tại sao bán tháo? Tại vì cái vol như chỗ này nè, là cái mai là cái phiên hàng về nè. Và nay thì cổ phiếu nằm sàn đúng không? Thì hàng về ông nào đu đọt ngay vùng này đúng không? Thì chắc chắn ông sẽ canh ông bán ra nhiều hơn nổ vol nhưng mà lại lại ngay đỉnh đó cho nên đó mới chính là cái rủi ro đó đúng không? Mai cũng mai mà nó không sàn nhá. Chứ con này sàn là ngày mai là sàn tiếp chứ không có hồi được đâu. Ok, cái đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp cái cổ phiếu là Phát Đạt anh chị. Đạt tăng rất là đẹp anh chị, quá khủng khiếp. Những cổ phiếu này thì vẫn đang một cái trend tăng thôi. Novaland cũng đây cũng đâu có xấu, nhưng cổ phiếu này không có gì xấu hết trơn anh chị ha. Chị lưu ý là đây là những cổ phiếu mà nó có tăng tốt trong khi mà bị đi chỉnh á. Khang Điền à, Khang Điền VN30 nè. Hôm nay cũng là một cái nến doji này, phân phối chưa phân phối đâu, con này chưa phân phối đâu nha anh chị. Con này thì vẫn đang một cái trend là vẫn xu hướng tăng rồi nhưng mà chắc chắn nó sẽ có những nhịp điều chỉnh là điều đương nhiên rồi. Nam Long. Nam Long hôm nay bị bán xuống rất là xấu anh chị. Và giá đóng ngay mà 20 luôn vùng này thôi. Đó, cho nên mà cái vol nó thì lại không mạnh lắm. Đó nhưng mà anh chị lưu ý là nếu trường hợp mà ngày mai mà về 37 đúng không, vùng 37 thì có thể là chúng ta sẽ tham gia được với cổ phiếu Nam Long này rồi. 37 tham gia được nha, Nam Long 37 tham gia được, bắt cho những cái nhịp T cộng 3 nha. Thủ Đức House, HBC. Đa số những cổ phiếu này thì chúng ta chỉ tham gia với tỷ trọng là bé 5% NAV thôi, chúng ta cũng không tham gia nhiều. LDG anh chị ha, còn giá vẫn đang nằm dưới các đường xu hướng, những con này quấn khó chịu. TCH, TCH hôm nay vì đi xấu thì nó lại xanh, quấn rất là khó chịu anh chị ha. Ok, có hàng thì ôm thôi, chưa xấu mà, chưa xấu chưa bán. Ok, cái đến nữa chúng ta sẽ đi qua dòng dầu khí. Đầu tiên phải nói dầu khí, phải nói là BVS. BVS ngày hôm nay là đóng cửa vùng 30, von thì vẫn tiếp tục nổ anh chị ha. Nổ von răng trời hết trơn nhưng mà giá của cổ phiếu thì chỉ tăng 1% thôi. Do một phần là do VN-Index chúng ta đang xấu đầu phiên cho nên có thể là nó sẽ có được những cái phiên bán mạnh đầu phiên là cái điều đương nhiên rồi. Đúng không? Đây, 30 30 bán rất rất là mạnh như vùng này rồi. Ok, cái đến nữa là
BVS không có điểm mua nha, BSR cũng tương tự không có điểm mua nha. Những cổ phiếu này thì nhưng mà nó trụ tốt với thị trường hiện tại, cho nên là hiện tại nếu trường hợp anh chị có hàng thì anh chị nên nắm giữ thay vì chúng ta bán ra nhiều hơn nha. Đó thì ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu BLX. BLX hiện tại là hết room rồi nha anh chị, cổ phiếu này cũng đang hết room rồi, cho nên hiện tại là cái động lực tăng tiếp của cổ phiếu này thì em không đánh giá cao đâu. BVB dạ cũng xấu anh chị. BVB những con dầu khí sáng rất là hưng phấn đúng không chị, nhưng mà chiều thì lại bị bán mạnh theo Vini, cho nên là đối với em thì con ngày thì cũng đang rất là đẹp mà đúng không, đâu có gì xấu đâu, tăng rất là tốt, hôm nay là tăng 8%, cho nên là với xu hướng hiện tại là cái con những cổ phiếu này sẽ chắc chắn nó sẽ còn tăng tiếp là điều quá đương nhiên rồi. OIL con này cũng đang rất là đẹp anh chị ha. Con này thì nó không xấu đâu anh chị ha, nói chung thì hôm nay thì nó chỉ bị gì à? Bị bán bởi thị trường thôi, nhưng mà với xu hướng hiện tại thì có thể là nó sẽ hồi phục khi mà Vini của chúng ta như thế nào, Vini của chúng ta đang đang có thể là giảm bớt cái sự điều chỉnh đó lại, có thể là khi mà Vini sideways, Vini tăng ít điểm thì nó sẽ bắt đầu là nó có dấu hiệu gì, nó sẽ có dấu hiệu kéo thị trường lên, rồi có dấu hiệu là nó sẽ tăng giá lại, cho nên là BVC anh chị ha, BVC này tăng tím rất là đẹp anh chị, những cổ phiếu này thì đòi hỏi là phải có những cái độ lái rất là mạnh để chúng ta quánh những cổ phiếu này đó. BGS con này có tin cổ tức nha anh chị, giá trị của cổ phiếu thì cũng rất là tốt. PVT anh chị, PVT hôm nay rất là đẹp anh chị ha, PVT thì hôm nay là sau khi mà phá nến vùng này thì rất là đẹp, mà để mà mua được cái cổ phiếu này tiếp được hay không mình chúng ta phải xem xét cái gì, xem xét là cái vol hàng về của cái phiên này hôm nay nó hành động giá như thế nào chúng ta mới mua tiếp đúng không, nhưng hiện tại đoạn này thôi chúng ta sẽ không mua. Hoa sen hôm nay cũng tương tự anh chị em qua dòng thép nha, hoa sen hôm nay rất là đẹp đúng không anh chị, con này thì nếu trường hợp mà nó xấu thêm một phiên nữa thì chúng ta có thể xem xét chúng ta mua vào được, không xấu đâu anh chị. À, nếu trường hợp mà ngày mai mà con này có sàn là mình mua ngay được và phát thì tương tự và phát, thì nếu trường hợp mà xấu nhất về lắp ráp lại 50 thôi không hoảng loạn nha, thì con này nếu trường hợp mà ngày mai về vùng 50 là chúng ta có thể là chúng ta mua được đối với cổ phiếu và phát này, này không xấu nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu Nam Kim. Nam Kim tương tự anh chị 31.9 ha, 31.9 thì hiện tại chưa về vùng này, nếu có về được vùng này thì chúng ta sẽ tham gia được. SMC cũng tương tự đây. Ok, thì cái đến nữa là chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu nào? Chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu IDC của dòng khu công nghiệp. IDC hôm nay trend rất là đẹp anh chị, những cổ phiếu này chắc chắn là nó sẽ là những cổ phiếu đi ngược thị trường rồi. Đó thì chúng ta vẫn chờ cái target lên đây là 25% thôi. Đó, còn anh chị nào mà sương sương thì có thể chờ đây là 4%. Tại vì sao? Tại vì đơn giản á, là cái hành động giá phiên ngày hôm nay kéo lên á là không phải từ ai? Không phải từ nhỏ lẻ nha, nhỏ lẻ thì cái mong canh bán hàng ra thôi. Đó thì còn ai thì chắc anh chị sẽ tự hiểu đúng không? KBC hiện tại là khi mà chưa giảm trend, chưa có hấp dẫn lắm. ITA cũng tương tự. Đây, những con này thì chúng ta phải lưu ý là hiện tại là cái dòng tiền nó cũng đổ vào penny một tí xíu, cho nên cổ phiếu ITA này nó tăng trở lại là điều quá đương nhiên rồi đúng không? Đó. Ok, cái đến nữa thì KB. D2D chưa mua được, đa số cổ phiếu chưa mua được nè. BHR anh chị ha, BHR hôm nay rất là đẹp anh chị ha, hôm nay vượt 56 đóng nến như vậy thì chắc chắn là nó đã gom hàng rất là nhiều rồi, cho nên đoạn này chúng buộc phải kéo lên thôi, không xấu đâu. BHR thì mình theo mình thì vẫn có thể là cho điểm mua được trong cái giai đoạn này. BE cũng đang khá là hấp dẫn, nhưng mà chúng ta mua để ăn cổ tức thì nó quá là ok rồi, còn hiện tại mua T cộng thì thôi ok, ngày mai quả phát về 51 đơn giản đúng không, ăn nhịp T cộng vẫn được, không gì xấu hết đúng không, còn cái cổ tức của nó thì chắc phải là khoảng 2-3 tháng nữa đúng không, tùy vào cái chủ doanh nghiệp họ niêm yết như thế nào thì họ mới biết được nó đúng không, khi nào mà cụ doanh nghiệp nó như thế nào thì thôi chúng ta mới biết được thôi, chứ hiện tại là với thị trường này thôi chúng ta cứ về vùng hỗ trợ này 49.8 50 thôi chúng ta tham gia được, không xấu nha. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu nào, chúng ta sẽ đi tiếp cổ phiếu dòng thủy sản anh chị ha, dòng thủy sản là ANV. AV hôm nay tăng rất là thuyết phục anh chị ha, hôm nay con này tăng rất là thuyết phục, không xấu nha. ANV thì anh chị lưu ý là đây là một doanh nghiệp như thế nào, đây là một doanh nghiệp đang trên bàn phẫu thuật nha anh chị. Tại sao có thể nói như vậy, tại vì đơn giản là anh chị thấy là cái con này là nó đang trong quá trình trái cơ cấu
tái cấu trúc lại cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Và đó, nó có một cái những cái ao nuôi, nó đã tăng cường cái ao nuôi và nó tự chủ nguồn nguyên liệu đó. Thì ao nuôi của nó ở khu công nghiệp Bình Phú là 229, em nhớ vậy đó, 229 ao thịt, đó là ao cá nha. Còn và 200 và 69 là ao giống, cho nên nó tự chủ được cái nguồn nguyên liệu, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó có làm collagen, nó có làm điện mặt trời, cho nên là đối với doanh nghiệp này thì có thể là cái tiềm năng tăng trưởng của nó trong năm nay và năm tới nó sẽ rất là khủng đó. Cho nên là nó giống như cái cổ phiếu mà TTF này anh chị ha, nó cũng không khác gì TTF đó anh chị đó. Cũng là một cái doanh nghiệp mà tốt nhưng mà đang nằm trên bàn mổ đó. Có nghĩa là giống như Hoa Sen thời điểm trước, cũng giống như Hoa Sen thời điểm trước vậy, xa lầy ở những cái dự án cũ, nên là sau khi thoát ra khỏi được thì tăng rất là khủng khiếp, đúng không? Đó, thì chúng ta phải biết được những cái điểm của cổ phiếu đó, kết hợp với phân tích kỹ thuật thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta tham gia được, chứ không thể nào mà mua bán lu tu mù hết trơn là không thể nào được. Đối với bản thân em phải kết hợp hai yếu tố, một là phân tích doanh nghiệp cơ bản, phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cái thứ hai là kết hợp với phân tích kỹ thuật, và cái thứ ba nữa là phải chọn được một cái điểm mua nó chính xác thì chúng ta mới vào tiền đó. Và khi mà vào tiền rồi là phải biết được à cái mức cắt lỗ là bao nhiêu, cái mức chốt đỉnh là bao nhiêu đó, cái mức chốt lãi là bao nhiêu đó, và khi nào cần nên bán hòa vốn là như vậy đó. Chứ không thể nào mà mua bán lu tu mù hết trơn thì tất nhiên là mình sẽ không thể nào mà chiến thắng thị trường này được rồi. Ok, chúng ta sẽ qua dòng dịch may ghiêu đây. Hôm nay thì vẫn không có tín hiệu tăng được, nhưng mà TNG thì đang rất là đẹp anh chị ha. TNG thì nó đang chinh phục những cái mốc kháng cự của nó quanh vùng bao nhiêu ạ? Đây, quanh vùng này đó, hiện tại là nó đang chinh phục. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu là VGT. VGT hôm nay cũng tăng rất là đẹp anh chị. Những con này thì chắc chắn thì nó sẽ lên những vùng nào đây, vùng 22 đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ xem xét chúng ta chốt vùng này. Tại nay Vini bán rất là mạnh mà nó tăng vậy thì chắc chắn là xu hướng nó vẫn còn rồi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về điện nhé. Yeah. Gác này hôm nay thì sau hai phiên nhảy gáp thì bắt đầu là có dấu hiệu gì, bắt đầu bán xuống này. Hai phiên anh chị lưu ý là hai phiên nhảy gáp với cái khối lượng như thế nào, với cái khối lượng rất là bùng ngủ nha. Cái con này á là như thế nào, mỗi một ngày chỉ khớp có 1-2 triệu lệnh nha chú, vùng này thôi. Rồi ok, chúng ta coi chính xác luôn cho nó sẽ dễ hiểu. Đây đây, 2 triệu đúng không? Volume này thì có khoảng 100 mấy chục nghìn thôi đó, thì như thế nào? Ok, chúng ta sẽ qua đây coi cái giá quá khứ nó thì sẽ tốt hơn. Đây, hai phiên giao dịch là cái khối lượng chỉ có 2 triệu thôi đó, nhưng mà khi mà hôm nay bán tháo xuống thì như thế nào, thì lại đến 14 triệu cổ. Điều này chứng tỏ là cái gì? Điều này chứng tỏ là cái chỗ này là đang phải là một cái vùng xả hàng không? Chính xác, đây chính là cái vùng xả hàng của cổ phiếu này rồi. Và anh chị lưu ý, cái chạc nó như vậy thì làm sao mình mua được? Cái chạc nó đang thống trơ như vậy đúng không, thì làm sao mà có dấu hiệu để chúng ta mua được? Cho nên là với xu hướng hiện tại này, ghét chúng ta sẽ không tham gia, và chúng ta sẽ quan sát tiếp tục đối với cổ phiếu này. Nếu trường hợp ngày mai là một cây nến đỏ và nó thủng vùng bao nhiêu, và nó thủng cái vùng 23 này, thì chúng ta phải bán ra thôi, cho nên chúng ta không thể tham gia tiếp được đối với cổ phiếu này đâu. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về cổ phiếu khu công nghiệp là GVR. Sorry anh chị, để em phân tích GVR xong rồi em sẽ phân tích lại dòng điện nha. GVR thì nó vẫn còn cái đỉnh nha, đúng không? Nó vẫn còn cái đỉnh ngay chỗ vùng này đó. Nó vẫn còn cái đỉnh ngay vùng này đó, thì chúng ta phải xem xét là cái vùng đỉnh này nó có vượt qua được hay không. Nhưng với xu hướng hiện tại thì chắc sắp tới 1-2 phiên tới nó cũng sẽ có những nhịp nó điều chỉnh thôi. Con này thì nó không tăng quá nóng đâu. Trở lại với dòng điện thì mình sẽ đi về Likuji. Likuji hôm nay vẫn xấu nha. ASM. ASM. ASM thì giá nó đang nằm ở trên các đường xu hướng đúng không anh chị? Giá nó vẫn đang nằm trên các đường xu hướng, nhưng mà von thì nó lại không phải là von bắn tháo lắm, nhưng mà cái nó cũng không phải là một cổ phiếu mạnh của thị trường, cho nên là thôi chúng ta sẽ không tham gia nha. Thôi, quánh dòng điện quánh rất là khó chịu anh chị ha. Ok, chúng ta đi qua gạo đi. Lộc Trời hôm nay là tăng rất là tỷ phục anh chị ha. Con này thì nói chung là nó đều có đội lái hết, không thể nào mà không có đội lái được. Đây. Ok, cái đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp về một số dòng VN30 nha. Chúng ta sẽ đi về dòng VN30 để cho
chúng ta có được cái nhận định của về thị trường VN30 thế nào. Đầu tiên này nói về chart VN30 nha. Chart VN30 thì hôm nay là giống như là đã xuất hiện một cái nến Hengilmann rồi nha. Đó thì cái nến này thì anh chị lưu ý đây, vùng này rồi. Đó và một cái nến đảo chiều rồi, cho nên hiện tại để VN30 mà có thể có những cái động lực mà nó tăng tiếp á, thì ok thì chúng ta sẽ đầu tiên là phải nói về TP Bank thì đã nói rồi đúng không, là cái con giảm điểm STB, BID, nói chung dòng ngân hàng thì mình đã nói rồi đúng không. Cho nên là VN30 thì em vẫn đánh giá Hòa Phát nha anh chị. Hòa Phát này nếu trường hợp mà ngày mai về cái vùng bao nhiêu, ngày mai về cái vùng mà 50 thì chúng ta tham gia cái nhịp T cộng 3 là quá ok rồi. À, không có gì mà phải bàn hết. Cái đến nữa là chúng ta sẽ đi đến là cái cổ phiếu nào ạ? Chúng ta sẽ đi đến cái cổ phiếu kế tiếp là Ri. Ri hôm nay thì giảm cũng không mạnh anh chị ha. Đó. Hôm nay thì nói chung thì nó vẫn đang nằm trên cái đường xu hướng này, nhưng mà con này thì mình đã không khuyến nghị mua từ lâu rồi, cho nên là hiện tại anh chị lưu ý là nếu trường hợp mình có hàng nó gãy vùng nào, nó gãy vùng 55 thì chúng ta bán ra nha. Bồ con này rất là nặng mông anh chị ha, nhưng mà hiện tại là với xu hướng này thì có thể là nó sẽ vẫn còn tăng được, con này thì vẫn còn tăng được nha, nhưng mà nó rất là nặng mông, thì chúng ta chờ xem xét cái phiên ngày mai hàng về như thế nào. Nếu trường hợp mà phiên ngày mai mà hàng về nó xanh thì ok tiếp tục giữ, còn nếu hàng về mà nó đỏ nó bán xuống thì con này là yếu vía rồi. Yếu vía thì như thế nào, bán ra thôi. Bên chi thì cũng tương tự, nhưng mà giá thì đang nằm cái đường xu hướng, con này mà ngày mai gãy 98 chúng ta thoát hàng nha. HPT hôm nay vẫn vàng anh chị, con này đúng là cái đội của nó quấn rất là tốt anh chị ha, cái đội nó quấn tốt, nhưng mà tốt như thế nào, tốt trong cái việc mà giam hàng nhà đầu tư á, chứ hiện tại là nó cũng không có xu hướng tăng đâu. Và tại sao cũng xu hướng tăng, tại nó sẽ gặp những cái kháng cự trên đây rất là nhiều ở vùng này, nhưng mà có thể ở đây á, thì nó đã có một cái mô hình gì, nó đã có một cái mô hình là hai đáy nha, nó đã có một cái mô hình ngay hai đáy ngay chỗ vùng này đúng không đây. Đó, thì nếu trường hợp mà nó vượt ra khỏi vùng này thì nó sẽ có một cái động lực để nó tăng tiếp đó, thì chúng ta phải xem xét nhiều khía cạnh như vậy chứ không thể nào mà chúng ta nói là con này xấu, con này thì xấu thì chưa xấu đâu, nhưng mà nói chung không phải là trường phái mà để khuyến nghị Vinamilk gãy trend anh chị ha. Con này thì nói chung thì nó cũng lặn hợp thậm chí cũng không tăng nhiều. Vinhome thì hôm nay thì nó chạm vào cái vùng nào, nó chạm vào vùng con này thì chắc chắn là vùng 107 là ngày mai thì có thể là nó sẽ vượt qua luôn. Đối với Vinhome thì mình vẫn kỳ vọng là ngày mai nó sẽ vượt qua 107 nha. Chạc con này đang rất là đẹp nha, hiện tại là nó đã rất là đẹp nha. Đó cho nên là hiện tại là mình đang thấy Vinhome đang rất là đẹp nha, không vì lý do mà chúng ta phải bán cổ phiếu này nha. VRE thì trend vẫn rất đẹp đúng không, nhưng mà con này thì thôi phân tích kỹ thuật nhiều khi nó cũng không đúng chính xác lắm chị, quan trọng là nó muốn là VN thế nào thôi. Vietjet hôm nay là cổ phiếu tăng tăng có thể nói là cao nhất VN30 anh chị. Đó. Chung kéo thì kéo Vietjet thì ai ăn đúng không, đâu ai mua đâu mà ăn, những cổ phiếu này thì đâu có ai tham gia nhiều đâu đúng không? Ok thì dòng VN30 thì hôm nay thì mình thấy đấy, đầu tiên là có thể nói là một số cổ phiếu em xem lại Medsan này. Medsan thì gãy 20 nha, nhưng mà đối với em thì nó vẫn chưa xấu anh chị ha, mình cứ tiếp tục quan sát vùng này thôi. Đó, thì chúng ta xem xét tiếp ở cái cổ phiếu này thôi, có thể là sắp tới nó là một trong những cổ phiếu nó đỡ thị trường đó. Và kế đến nữa thì chúng ta sẽ đi tiếp FPT. FPT tinh ga tốt đúng không, tinh ga tốt vẫn bị bán mạnh à, cho nên là hạn chế tham gia vào nha, đoạn này là như vậy. Có thể ngày mai nó vẫn tăng là chuyện bình thường, nhưng mà tinh tốt ra mà nó không kéo được thì chúng ta không tham gia. BVH hôm nay tăng rất là thuyết phục anh chị ha, BVH hôm nay có thể là bắt đầu là nổ von nè, những con này bắt đầu nổ von này, có thể là nó sẽ chinh phục cái mốc là 70 thì sớm hay muộn thôi, khi mà VN chỉnh thì nó phải chinh phục cái mốc này đó. Cho nên là nếu trường hợp anh chị có hàng BVH thì chúng ta tiếp tục nắm giữ nhé, không ảnh hưởng gì. Đa số hôm nay thì dòng kéo thị trường là dòng nào ạ? Dòng mà bán lẻ VRE là cái đến nữa là VPBank cũng có một cái nhịp kéo, VPBank là leader của dòng ngân hàng rồi anh chị ha, đoạn này rồi. Cho nên là nếu trường hợp anh chị có VPBank thì mình cứ tiếp tục mình nắm giữ thôi, không có ảnh hưởng gì đâu. Target nó lên là vẫn 77 80 đó, cho nên là hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ thôi. Ok, cái đến nữa thì chúng ta đi tiếp là cổ phiếu cuối cùng là VIX. VIX thì hôm nay nó vẫn đang nằm trên cái đường xu hướng đây đúng không? Không, nhưng mà đối với em thì cổ phiếu này em không thấy hấp dẫn lắm chị, khi mà nó đã nổ vol hai ba phiên rồi như vậy thì chắc chắn á, thì cái việc nó chạy tiếp là có thể là nó sẽ chạy được là điều đương nhiên, đó là không phải ai cũng 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 sẽ được, nhưng mà đối với em thì em không thích lắm đó. Nhưng mà nếu trường hợp anh chị tham gia được thì có thể mình sẽ mua được ở dưới là 125 cho một cái nhịp T cộng 3 thì vẫn ok nha.
Ok, cũng không còn nhiều cổ phiếu có điểm bán để mua. Nếu trường hợp anh chị nào cần bắt đáy cho cái phiên giao dịch ngày mai thì có thể kết bạn với Zalo của em, nếu trường hợp có những lượng những cái cổ phiếu tốt thì em sẽ tư vấn anh chị ngay trong phiên luôn. Chứ nhiều khi đến hết phiên thì mình sẽ không còn cơ hội để cho chúng ta mua bán đâu. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị đã xem video của em, và vẫn lưu ý anh chị là VN Index của chúng ta, em vẫn nhắc lại để cho anh chị bảo trọng cái tài khoản của mình là VN của chúng ta như thế nào. Nó đang rất là rủi ro ngay tại thời điểm này đó. Cho nên là việc mua mới ngay tại thời điểm này chúng ta phải hết sức cân nhắc, và chúng ta chỉ dùng cái số lãi của chúng ta để cho chúng ta mua ngay đó. Hoặc là chúng ta sử dụng khoảng 30-50% NAV chúng ta để chúng ta trade tại điểm này thì nó sẽ tốt hơn là việc chúng ta sử dụng margin và chúng ta full tài khoản ngay tại điểm này nha. Cái đó là một cái thông điệp mà em muốn gửi đến cho anh chị nhà đầu tư quản trị rủi ro ngay tại điểm này. Cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị có một buổi tối thật là tuyệt vời. VN Index chúng ta vẫn chưa xấu, vẫn có những nhịp hồi lên nha. Ok, cảm ơn anh chị đã xem video rất là nhiều ạ.